Hi, xin chào các bạn. Ở video trước, mình đã hướng dẫn các bạn mở giải bài tập nhập vào hai giá trị và các biểu thức so sánh của hai giá trị đó, tức là in giá trị của nó ra như là đây, xem coi. Đây có video hướng dẫn đầy đủ nè, ngon lành chưa? Tức là in ra các giá trị biểu thức như là lớn, nhỏ, bằng gì đó. Rồi, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn so sánh hai số A và B và xuất ra kết quả so sánh. Thì nhiều khi nghĩ tự nhiên cho bài tập máy ăn quá chi mình làm chưa cực. Rồi, bây giờ bắt đầu mình giải bài tập ha. Chúng ta phải tạo một cái project. Create new project. Bài này đang là bài 11, bài trước là bài 10. Mình sẽ tạo một cái bài 11. Rồi, ở đây sẽ là C# bài 11. Đường dẫn nó đi vào đây. Ok, chọn console app .NET Framework. Xong. Chúng ta cứ tiếp tục tương tự như vậy ha. Nhập vào hai số và xuất ra kết quả so sánh. Có vẻ easy. Yêu cầu: nhập vào hai số A và B từ bàn phím, kiểm tra nếu như A lớn hơn B thì xuất ra A lớn hơn B, A nhỏ hơn B xuất ra A nhỏ hơn B, ngược lại thì xuất ra A bằng B. Lưu ý là thay giá trị của A và B nhập vào từ bàn phím thay cho chữ A và chữ B. Yêu cầu viết chương trình với mỗi trường hợp sử dụng if else và switch case. Rồi, đúng kiểu luôn. Đúng, mình tự hành mình luôn. Ok, đầu tiên là mình console Ricky. Để mình dừng màn hình lại. Input encoding bằng UTF-8 là để in ra tiếng Việt. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải nhập vào được hai số, đúng không? Vậy thì phải tạo ra hai cái biến để lưu hai cái số đó lại. Mà vì nó là số thì mình chọn có thể là kiểu in hoặc là kiểu float, double hay gì đó. Ở nhiều bài trước thì mình hay dùng là kiểu in rồi. Bài này mình dùng kiểu float đi ha, để bắt đầu giải quyết cho các bạn một số trường hợp đặc biệt. Ở đây giả sử float A bằng gì nè? Console.readline. Đúng không? Nhưng mà readline này nó nhập vào là chuỗi, mình cần phải ép chuỗi nó thành float convert.to. Bản chất nó không có to float, nó chỉ có to double thôi. Rồi mình đưa ra double. Double nó không hiểu tại sao thằng này không thể convert từ double sang float. Vậy thì nếu muốn ra chính xác là thằng float thì bạn phải dùng là float.base. Chưa? Tương ứng với thằng B. Ok, là bạn đã có hai giá trị bạn nhập vào. Bạn cần giải quyết với hai trường hợp, trường hợp if else và trường hợp switch case. Nếu như A lớn hơn B thì in ra A lớn hơn B, A nhỏ hơn B in ra A nhỏ hơn B, và A bằng B thì in ra A bằng B. Giả sử mình nhập vào A bằng 3 và B bằng 6 thì xuất ra là 3 nhỏ hơn 6. Ý của cái bài này là như vậy, nhưng dùng hai trường hợp là if else và switch case. Rồi, thì bây giờ làm sao nào? Bắt đầu if đi ha. Nếu như A mà lớn hơn B thì làm gì? Console.readline theo một cái string format. Đúng không? Format này là sẽ là cái gì đây? String format sẽ là cái số A nó lớn hơn số B. Đúng chưa? Và truyền AB vào. Chuẩn. Else. Ngược lại, nhưng cũng phải kiểm tra nếu như A mà nhỏ hơn B thì sao? Tương tự như thằng này nhưng mà mình đổi dấu. Ngược lại, cái trường hợp nó không lớn hơn, nó không nhỏ hơn, chắc chắn nó phải bằng, đúng không? Nên mình chẳng cần phải yêu L if rồi A bằng B làm gì. Vì bản chất chắc chắn nó sẽ phải bằng, nên chỗ này mình để bằng bằng là xong. Tới đây mình chạy thử chương trình với trường hợp if xem nó có đúng hay không. Easy, đúng không? Nếu như gì đó thì thực hiện dòng lệnh bên trong. Nếu như thỏa mãn điều kiện A lớn hơn B này nó sẽ trả về true. Tức là nếu như true, không cần biết trong đây là cái gì, một nồi biểu thức dài ngoằn ngoằn, nhưng mà kết quả cuối cùng của nó là true hoặc là false. Nếu như là true thì thực hiện chuyện bên trong, còn ngược lại hoặc là false thì không thực hiện. Vậy thôi. If else thì else này chính là cái trường hợp ngược lại. Nếu không thỏa mãn điều này thì vô điều này. Vô điều này mình lại if tiếp nữa thì lại kiểm tra tiếp. Kiểm tra tiếp rồi lại else xong. Ok. Rồi thử nha. Giả sử mình nhập vào số 5 và số 6 thì nó sẽ xuất ra 5 nhỏ hơn 6 nè. Đúng chưa? Chuẩn. Rồi, tương ứng giả sử nè, mình nhập vào số 6
và số 3. Có phải 6 lớn hơn 3 không? Rồi, tiếp tục nhập vào số 9 và số 9. Thì có phải 9 bằng 9 không? Ha, chỗ này mình ghi bằng thôi nha. Nhưng mà bên kia muốn là tiếng Việt thì mình sửa lại như thế này. Nhỏ hơn này, lớn hơn. Chuẩn chưa? Coi nha. 5 và 9. 5 nhỏ hơn 9. Giờ, mà ở đây mình đang lộn, phải là output thì nó mới xuất ra tiếng Việt. Giả sử 6 và 3 thì 6 lớn hơn 3. Đúng cái yêu cầu chúng ta cần. Rồi, vậy là yêu cầu với trường hợp if đơn giản như vậy thôi. Chúng ta tiếp tục với yêu cầu của trường hợp switch case. Switch case thì làm sao tương ứng như thế này. Nhưng mà switch, bạn phải lưu ý, với switch bạn buộc phải truyền vào cái điều kiện switch của nó là một cái giá trị xác thực. À, thành ra mình sẽ làm với trường hợp switch nha. Chỗ này mình sẽ comment code lại. Comment gì không đẹp, comment gì cho đẹp. Ok, này là với trường hợp if. Chưa? Switch case nè. Switch cái gì? Biết switch cái gì bây giờ? Switch A nhỏ hơn B, A lớn hơn B. Sao switch được? Đúng không? Mình phải xét cái điều kiện này nè. Switch A lớn hơn B. Với cái điều kiện A lớn hơn B, với trường hợp là true, tức là đúng, thì bắt đầu thực hiện cái lệnh break bên trong này. Nếu là đúng A lớn hơn B thì in ra A lớn hơn B. Đúng không? Rồi tiếp tục nè. Phone, trong cái phone này sẽ có hai trường hợp nữa. Trong phone này sẽ có trường hợp là A nhỏ hơn B. Thành ra mình lại tiếp tục switch cái gì? A nhỏ hơn B. Đúng không? Trong đây thì mình lại case true. Nếu như là đúng thì sao? Nếu là đúng thì các bạn nó nhỏ hơn thiệt, nhỏ hơn thiệt thì in ra cái này. Đó. Rồi ngược lại thì sao? Case phone. Hoặc bạn không thích phone thì bạn để default luôn. Làm chuyện gì? In ra là bằng. Đó. Thì sau khi nhìn xong bạn thấy với cái trường hợp này bạn dùng switch case nhìn nó rườm rà hơn, đúng không? Nhìn nó rườm rà hơn. Bởi vì thằng này nó không có hợp, switch case nó không có hợp để giải quyết những cái thằng biểu thức dạng như thế này. Nó chỉ giải hợp với giải quyết theo kiểu như là đưa vào số A. Nếu số A là 9 thì số A là 10 thì số A là 11 thì thằng này nhìn nó mới rõ ràng hơn. Còn switch mà theo cái kiểu mà so sánh như thế này hoặc một biểu thức đưa vào trong đây á, nhìn nó cực kỳ rườm rà. Ok, bây giờ mình chạy thử xem hợp thỏa mãn không nha. 5 6 5 nhỏ hơn 6, chuẩn. Tới đây là biết chắc chắn chạy rồi, bây giờ thử trường hợp bằng là biết 6 và 6. 6 bằng 6. Ok. Bây giờ bắt đầu đưa cho các bạn những cái exception xảy ra ở trường hợp này nè. Nãy giờ mình mới nhập vào số in đúng không? Bây giờ mình thử nhập vào số nguyên nha. 5,6 và 6,5. 5,6 nhỏ hơn 6,5. Ok ha. Tiếp tục nè. Có một số máy á, bạn không để dấu chấm được mà bạn phải để là 5,6 như thế này nè. Và bên kia phải là 6,5 như thế này nè. 6,6 như thế này nè. Nhưng mà lúc này nó ra lại là 56 và 66. Cái này là do localize của máy tính của bạn ha. Thường thì cái chuẩn của nó phải là 5.6 hoặc là 6.6 chứ không phải là 5,6, 6,6. Lưu ý nhé, bạn dùng dấu chấm giùm mình thay cho dấu phẩy. Khi bạn đưa vào dấu phẩy nó sẽ ra trường hợp như thế này ngay. Ok. Rồi. Vậy thì mình đã giải quyết giúp các bạn cái bài nhập vào hai số và in ra trường hợp của nó tùy theo cái giá trị. So sánh kết quả xuất ra với hai trường hợp là if else và switch case. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình giải phương trình bậc nhất. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng trải ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình.